Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến kênh Khủng Long của mình nha. Hôm nay mình xin giới thiệu mọi người một số loài khủng long ở trong bộ sưu tập của mình. Đầu tiên trước mặt chúng ta đây là một con khủng long Indominus Rex. Indominus Rex là một loài khủng long hư cấu xuất hiện trong bộ phim Jurassic World. Nó được lai tạo bởi tiến sĩ Henry Wu và nhiều nguồn DNA khác nhau như là của T-Rex, Velociraptor, Carnotaurus, Giganotosaurus và nhiều loài khủng long khác. Chiều dài có thể ước tính đạt tầm 12m, cao 6m và nặng từ 8 tới 12 tấn, khiến nó trở thành một trong những loài khủng long theropod lớn nhất từng được biết đến, có thể cạnh tranh ngang ngửa lại với T-Rex. Indominus Rex có một cái làm màu xám sậm với những sọc đen trắng, giúp nó ngụy trang tốt trong môi trường rừng rậm. Khả năng sở hữu một sức mạnh, tốc độ và trí thông minh vượt trội, nó có thể chạy nhanh, nhảy cao, nhảy xa, sử dụng móng vuốt để tấn công con mồi khá là hiệu quả. Ngoài ra nó có thể tàng hình bằng nhiệt, thay đổi màu da để hòa nhập với môi trường xung quanh. Vì vậy nó được xem là một loài khủng long khá là nguy hiểm. Tuy nhiên nó chỉ là một loài khủng long hư cấu, chỉ xuất hiện ở trong phim. Vậy tiếp theo của chúng ta sẽ đến một con khủng long khá là nổi tiếng. Đây là khủng long Tyrannosaurus Rex. Tyrannosaurus Rex là một loài khủng long theropod ăn thịt lớn, sống ở Bắc Mỹ vào cuối kỷ Creta cách đây từ 66 đến 68 triệu năm trước. Chiều dài nó ước tính đạt tầm 13m, cao 4m và nặng tầm khoảng 8 tấn. Tyrannosaurus Rex sở hữu một cái lực cắn với hàm có thể đạt lên tới 13 tấn, đủ sức nghiền nát bất kỳ một con ngồi nào. Thức ăn của Tyrannosaurus Rex thường là các loài động vật, bao gồm khủng long ăn cỏ, thằn lằn, rắn và động vật có vú. Nó là một kẻ săn mồi khá là đỉnh cao và không có kẻ thù nào trong tự nhiên nào mà không biết đến. Nó là một con khủng long săn mồi khá là nhanh nhẹn và mạnh mẽ, có thể sử dụng chân ngắn, khỏe để chạy nhanh trên mặt đất, đầu thể xoay 180 độ để có thể theo dõi con mồi. Thế rồi chúng ta sẽ đến với một con khủng long, đây là khủng long Spinosaurus. Spinosaurus là một chi khủng long theropod khổng lồ sống khu vực Bắc Phi vào giai đoạn muộn của kỷ phấn trắng cách đây khoảng 93,5 đến 99 triệu năm trước. Chiều dài có thể ước tính đạt từ 15 đến 18 mét và nặng từ 12 đến 20 tấn, nên được xem là một trong những loài khủng long theropod lớn nhất với kích thước vượt qua cả Giganotosaurus và cả Tyrannosaurus Rex. Chúng thường sống trong các ven biển sông hồ, nó có thể tìm kiếm được các loài cá, động vật có vỏ và thậm chí khủng long nhỏ. Nhiều bằng chứng cho thấy Spinosaurus là một loài có thể bơi lội khá là giỏi nhờ vào một chút xương và cơ bắp để di chuyển dưới nước. Biển vật tiếp theo của chúng ta sẽ là một con khủng long bay trên trời. Trước mặt chúng ta là một con khủng long Dimorphodon. Dimorphodon là một loài thằn lằn bay, sống vào khoảng thời kỳ đầu của kỷ Jura ở miền nam nước Anh. Đây là một loài độc nhất trong số các loài thằn lằn bay vì nó có hai loại răng giống như răng của động vật có vú. Dimorphodon có chiều dài tầm khoảng 1m, sải cánh 1,45m. Chúng thường sống ở Anh, phạm vi là Isla Nublar. Ăn của Dimorphodon thường là các động vật ăn thịt, ăn các loại côn trùng, các loại động vật nhỏ. Tiếp theo chúng ta sẽ đến một con khủng long đến từ Trung Quốc. Mà chúng ta đây là một con khủng long Chilingosaurus. Chilingosaurus là một chi stegosaur tương tự như Kentrosaurus. Nó sống ở tầng đáy của kỷ Jura ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Đây là một loài khủng long ăn cỏ. Thức ăn của nó thường là cây dương sỉ và cây mè, những thứ rất phong phú trong thời kỳ Chilingosaurus còn sống. Chiều dài nó có thể đạt lên tới 4m và nặng tới 150kg. Tiếp của chúng ta sẽ có một con khủng long Giganotosaurus. Giganotosaurus
là một loại thằn lằn khổng lồ phương được xem một loại một thằn lằn khổng lồ đến từ phương Nam. Đây là một chi khủng long theropod sống vào giai đoạn muộn của kỷ phấn trắng, cách đây khoảng 98 đến 94 triệu năm trước. Chiều dài cơ thể ước tính của Giganotosaurus đạt từ 12 đến 14 mét, nặng từ 8 đến 15 tấn. Giganotosaurus có cái hàm to khá là mạnh mẽ, có nhiều răng lớn sắc nhọn, thích nghi với việc cắn xé con mồi. Thức ăn của nó thì bao gồm khủng long ăn cỏ, thằn lằn và thậm chí cả cá. Cái khả năng săn mồi Giganotosaurus khá là tốt nhờ vào kích thước sức mạnh, là một kẻ săn mồi khá là đỉnh cao trong hệ sinh thái của nó. Equinotosaurus. Equinotosaurus là loài khủng long chân thú sống ở Argentina vào cuối kỷ phấn trắng, cách đây khoảng 99,6 đến 97 triệu năm trước. Chiều dài ước tính đạt từ 6,5 tới 8 mét và nặng tầm khoảng 800 kg. Equinotosaurus có một cái hộp sọ lớn, hàm răng khá là sắc nhọn. Nó có một lớp da sừng sùi hoặc là lông vũ nguyên thủy. Thức ăn của Equinotosaurus là động vật ăn thịt. Chúng thường ăn các loại khủng long ăn cỏ lớn và các động vật nhỏ. Môi trường sống của nó vào thời điểm đó là thuộc khu vực Argentina ngày nay. Chúng có thể sống trong các khu rừng rậm và các đồng bằng. Là một kẻ săn mồi khá đỉnh cao trong hệ sinh thái. Nó có thể cạnh tranh với các loài khủng long ăn thịt khác như là Giganotosaurus hoặc Parbosaurus. Tiếp tục, và chúng ta là khủng long Pyroraptor. Pyroraptor là một loại khủng long nhỏ sống ở miền Nam nước Pháp vào cuối kỷ Rota, cách đây khoảng 70 triệu năm trước. Chiều dài ước tính đạt tầm khoảng 2 mét, cao 0,7 mét, nặng tầm khoảng 15 kg. Pyroraptor có một cái đầu dài, hẹp và mõm nhọn, hàm của nó có nhiều răng sắc nhọn thích hợp với việc xé thịt. Cổ của nó khá dài và linh hoạt, cho phép nó vươn xa để bắt con mồi. Ăn của nó. Ngoài ra, Pyroraptor có thể ăn các loại xác thối, xác chết. Chúng thường là con mồi cho các loại khủng long theropod lớn hơn như là Carnotaurus hoặc Mosasaurus. Tiếp tục, chúng ta sẽ đến với khủng long Velociraptor. Velociraptor là một loại khủng long theropod ăn thịt nhỏ sống ở Mông Cổ vào cuối kỷ Rota, cách đây khoảng 70-66 triệu năm trước. Chiều dài có thể ước tính đạt tầm 2 mét, cao khoảng 1 mét và nặng tầm khoảng 15 kg. Velociraptor có một cái đầu dài, hẹp và mõm nhọn. Hàm của nó khá là sắc nhọn, thích hợp việc xé thịt. Đây là một loài khủng long ăn thịt. Thức ăn của nó bao gồm các loài động vật nhỏ, thằn lằn, rắn, chim và động vật có vú. Đôi khi nó có thể ăn cả những loại xác chết. Lý thường là con mồi cho các loài khủng long theropod lớn như là Tarbosaurus. Để có thể bảo vệ được mình, chúng thường sống theo thành đàn và kiếm ăn và di chuyển cùng nhau. Và tiếp theo của chúng ta đây, chính mạng chúng ta đây là một con khủng long Pentaceratops. Pentaceratops là một loài khủng long ăn cỏ sống ở Canada và cuối kỷ Rota, cách đây khoảng 17-75 triệu năm trước. Chiều dài có thể ước tính nó đạt tầm khoảng 7 mét, cao 3 mét và nặng tầm khoảng 6 tấn. Pentaceratops có một cái thân hình khá là to lớn. Cái điểm độc đáo của Pentaceratops là nhờ vào cái đầu lớn, một cái cổ áo rộng bao quanh cổ. Thức ăn của Pentaceratops là thực vật, bao gồm lá cây, cành cây và trái cây. Chúng thường di chuyển khá là chậm rãi và mạnh mẽ, sử dụng sức mạnh của mình để hất tung kẻ thù. Tuy nhiên, Pentaceratops thường là con mồi cho các loài khủng long theropod lớn như là Tyrannosaurus Rex. Kế tiếp của chúng ta sẽ đến với một khủng long. Đây là khủng long Mapusaurus. Mapusaurus là một chi khủng long Carcharodontosaurus sống vào cuối kỷ phấn trắng ở khu vực ngày nay gọi là Nam Mỹ. Chiều dài ước tính đạt từ 11 đến 12 mét. Lần đầu tiên nhìn thấy là khi quan sát một đàn Argentinosaurus di cư, có một đàn Mapusaurus được nhìn thấy. Nó xuất hiện trong bộ phim Jurassic World. Và cuối cùng của chúng ta, trước mặt chúng ta một con khủng long Stegosaurus.
Stegosaurus là một loài khủng long ăn cỏ sống ở Bắc Mỹ và châu Âu vào cuối kỷ phấn trắng cách đây khoảng 145-130 triệu năm trước. Dài ước tính đạt tầm 9 mét, cao 4 mét và nặng tầm khoảng 4-7 tấn. Nó có một cái tấm lưng khổng lồ được tạo thành từ 17 tấm xương gai nối liền với cột sống. Đặc biệt đuôi có hai hàng gai nhọn được xem vũ khí khá là lợi hại, có thể chống trả tự vệ trước những loài khủng long ăn thịt khác. Thức ăn của nó thường là lá cây, cành cây, thực bụi cây, răng cấu trúc khá là phức tạp, giúp nó nghiền nát thức ăn hiệu quả. Chúng thường sống trong khu rừng rậm và đồng cỏ, di chuyển chủ yếu bằng bốn chân, rất là chậm rãi nhưng vô cùng chắc chắn. Tuy nhiên, nó thường là con mồi cho các loài khủng long theropod lớn như là Allosaurus và Ceratosaurus. Vì vậy, chúng thường sống theo thành đàn để có thể di chuyển và bảo vệ kiếm ăn cùng nhau. Video của mình đến đây là hết. Tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại mọi người vào những video sau. Bye bye.